Tôi là lính xa nhà đi chân sơn khê. Hai mùa mưa mây mù che nẻo đường về. Đêm rừng núi lạnh buốt mãi bóng tô tung cam cánh nhịp từng giờ chạy trong chiều xuyên cành. Tâm hồn sẽ vơi chẳng vơi đây chẳng đây. Khi vào linh nhận nét phó đơn sơ rơi đàn sâu nhiều hẹn hò. Hai màu ảo một niềm mơ. Bao năm trên đường chiến đấu mọi nguyên đội vàng non xanh mây tiên ánh sáng kinh đô tôi chưa lần đến. Ai mơ giấc mộng xa hoa trong đời lính chỉ đơn sơ yêu lời thành thật nói tha thiết thôi. Tôi chỉ nghĩ quê mẹ không phải riêng ai, không của anh, không của em mà của mọi người. Xin người đến bằng tiếng nói trong tôi không bị rơi ngoài bầu trời cho đời lính một niềm vui. Bộ sản phẩm tiếp theo mà ngày hôm nay Thanh Tâm muốn gửi tới các bác là một chiếc đầu DAC đến từ thương hiệu Mazang với tên mã là Mazang 7004. Đây là một trong những cái sản phẩm DAC tích hợp network với cái phân khúc giá trên dưới 10 triệu được rất nhiều các bác ở Việt Nam tin tưởng sử dụng. Và cái phiên bản này thì sẽ cung cấp cho các bác cái khả năng giải mã lên tới 32 bit từ mọi nguồn nhạc, bao gồm TV, USB mặt trước cũng như là USB từ máy tính sang. Ngoài ra thì máy cũng hỗ trợ đồng trục các bác nhé. Đây là hình thức chi tiết của con 7004 ngày hôm nay về hàng. Hàng về tuyệt đẹp kèm khiển zin các bác nhé. Đánh giá hình thức khoảng 98% khiển zin này. Có một cái điểm mà khuyết ở trên cái bộ dàn này đó là cái núm vặn âm lượng của cái tai nghe nó bị gãy, nhưng mà thực ra là chúng ta cũng không bao giờ sử dụng cái này nên nó cũng không ảnh hưởng gì. Bình thường em bán là 10,5 triệu, nhưng mà vì cái núm vặn nó gãy cho nên em sẽ bán mức giá là 10 triệu. Còn mặt trên của thiết bị thì các bác có thể nhìn thấy là long lanh lấp lánh, rất là đẹp, không xước răm gì cả, tuyệt đẹp luôn. Phía sau của 7004 thì chúng ta sẽ có cái năm sản xuất đó là 2011. Đường analog out sẽ bao gồm một cặp tiếng RCA, và bên này thì chúng ta sẽ có ngõ vào tín hiệu của digital bao gồm Gaussian, optical và USB từ máy tính sang. Đó. Con máy này là con máy tích hợp được mạng LAN, vì thế cho nên nó sẽ hỗ trợ công nghệ DNA truyền không dây từ điện thoại Android sang. Cái này các bác có thể tìm hiểu thêm. Kích thước dân dụng chiều rộng 44cm, chiều cao là 11 và chiều sâu là 30cm. Mazang NA7004 sẽ là một con DAC giải mã tiếng rất là hay, trung âm dày dặn, và đặc biệt dòng này tích hợp network, vì thế nên là chúng ta sẽ có chưa nhạc từ USB như các bác đang nhìn thấy đây. Và máy em bán ra với mức giá là 10.500.000 sẽ được tặng kèm một cáp quang độ dài 2m và một USB chứa nhạc với cái dung lượng 32GB các bác nhé. Bạn nào quan tâm tới Mazang NA7004 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Ngày tháng qua dần
quê hương thống khổ, gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ, trên cao nguyên đỡ loạn hai vùng chiến trường là quyền ca chinh chiến. Vọng gạt đêm trường bâng quăng tôi nhớ, chiều chia tay em gái nhỏ, đếm thời gian trôi từ ngày xa đơn vị, tôi bôn ba khắp miền khiến buồn chưa một lần về thăm phố. Mong gió đi về em, lời ru em giấc ngủ ngon mềm. Xin mắt dại yên có anh nơi biên cương, bàn cánh tay sống đời từng đêm. Lòng đất khô cằn nghe quê hương nói, cách chờ với niềm tin yêu, dòng hùng anh trai Việt đang vươn ngang giữ gìn đất mình, tổ đẹp lời nguyện câu thước thống khổ, gót mòn phong sương từ mùa đông sang hạ, trên cao nguyên lũ loạn hải đường, chiến trường là quyền ca chinh chiến. Vọng gạt đêm trường bâng quăng tôi nhớ, chiều chia tay em gái nhỏ, đếm thời gian ba khắp miền chiến buồn chưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên lạnh xa, mong gió gửi về em lời ru em giấc ngủ ngọt mềm. Xin mắt dại tàn cánh tay xuống đời từng đêm, trọn thức đêm này tôi nghe rưng rưng tình yêu xưa như nức nở, hướng về quê xưa, về người yêu bé nhỏ, con trai đâu dám hẹn bên người, đợi người trong tình duyên bé. Quan tâm tới Mazang NA7004 có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hotline của Thanh Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.